Việt Nam mua 4 trạm giám sát tên lửa hiện đại. Theo giới truyền thông Ấn Độ, Việt Nam đang đàm phán về hợp đồng mua sắm hệ thống phòng không Akash của nước này. Theo giới chuyên gia quân sự, giá thành một quả đạn Akash chỉ dưới 500.000 đô la, nên việc mua sắm các hệ thống này sẽ có giá trị cao về tính kinh tế. The Times of India dẫn nguồn tin từ giới quốc phòng nước này hôm 10 tháng 1 cho biết hai bên đang xúc tiến các cuộc đàm phán để đạt được một tầm nhìn chung. Nguồn tin cho biết thương lượng về Akash tương đối dễ dàng bởi vì 96% hệ thống tên lửa này là của Ấn Độ. Việt Nam mong muốn không chỉ nhận được tên lửa phòng không Akash mà còn bày tỏ ý định tiếp cận công nghệ thông qua việc thành lập xí nghiệp hợp tác sản xuất. Phía Ấn Độ cũng thích cách tiếp cận từng bước, bắt đầu với việc phân phối các sản phẩm hoàn chỉnh. Times of India nhấn mạnh Ấn Độ và Việt Nam trong những năm gần đây đều rất quan tâm đến việc xây dựng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, xuất phát từ những quan ngại chung về sự gia tăng ảnh hưởng và mức độ đầu tư khổng lồ cho quân sự của Trung Quốc. Ngoài ra, tờ báo Ấn Độ còn cho biết, trước đó Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar cũng tuyên bố rằng Việt Nam cũng quan tâm đến việc mua sắm tên lửa hành trình BrahMos do liên doanh BrahMos Aerospace của Nga và Ấn Độ hợp tác sản xuất. Nhưng theo nguồn tin của Times of India, để đạt được tiến bộ về dự án này sẽ khó khăn hơn so với tên lửa phòng không Akash bởi vì BrahMos có 60% các thành phần cấu kiện của Nga. Được biết, hệ thống phòng không Akash được Ấn Độ phát triển từ nguyên mẫu 2K-12 Cup SA-6 Genful của Liên Xô. Đây là tổ hợp tên lửa phòng không lục quân với nhiệm vụ bảo vệ đội hình tiến quân của các sư đoàn cơ giới. Do vậy, nó sử dụng khung gầm xe bánh xích GM-575 có tính việt giã cao. Hiện tại Akash đang được Ấn Độ chế tạo theo hai biến thể chính, phiên bản dành cho không quân đặt trên khung gầm xe tải bánh lốp và phiên bản lục quân sử dụng khung xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 hoặc xe chiến đấu bộ binh BMP hoán cải. Hiện nay Việt Nam đang thiếu những hệ thống phòng không đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ các sư đoàn lục quân trên chiến trường trước sự tấn công của trực thăng hay cường kích, thậm chí là cả tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, tên lửa không đối đất và các thiết bị bay không người lái. Mỗi hệ thống Akash gồm một bệ phóng, một đài chỉ huy, radar điều khiển đa dụng và một hệ thống hỗ trợ mặt đất. Mỗi xe chở hệ thống Akash gồm 3 giá phóng tên lửa với 3 quả nạp sẵn đảm nhận bảo vệ vùng không phận 62x62 km. Tên lửa điều khiển cao tần sử dụng đầu đạn 55 kg với tốc độ tối đa lên tới Mach 2,5, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu di động ở cự ly đến 30 km, ở độ cao 18 km. Nổi bật nhất của tên lửa Akash là động cơ phản lực ramjet, giúp nâng cao độ chính xác trong khi giá thành sản xuất rẻ hơn. Hệ thống Akash được trang bị radar giám sát 3D Rajendra, có thể theo dõi 64 mục tiêu cùng lúc, có thể đồng thời tiêu diệt 12 mục tiêu, có khả năng hoạt động ổn định và chống lại các hệ thống chế áp điện tử của đối phương. Việt Nam dẫn 4 trạm giám sát tên lửa Shagen TA. Công ty NPK của Nga tuyên bố vừa chuyển giao cho Việt Nam 4 trạm giám sát thử nghiệm tên lửa. Một thông tin đáng quan tâm là ngày 10 tháng 1, giới truyền thông Nga dẫn nguồn tin từ nhà sản xuất của Nga là công ty hệ thống thiết bị chính xác NPK cho biết 4 trạm giám sát tên lửa cơ động mang tên Shagen TA đã được họ cung cấp và triển khai tại Việt Nam. Các chuyên gia Nga cũng đào tạo đồng nghiệp Việt Nam làm việc với thiết bị và tham gia khởi động hệ thống quan sát tại thao trường, thử nghiệm, nghiệm thu hệ thống giám sát theo dõi Shagen TA kiểu cơ động cho phép đo đạc trực quan các vụ thử nghiệm tên lửa. Thông báo trên trang web của công ty nêu rõ, chúng tôi đã thực hiện công tác lắp đặt, vận hành và đưa vào khai thác 4 trạm đo đạc kinh vĩ và giám sát quỹ đạo 14SH27, tức là tổ hợp quang học điện tử cơ động Shagen TA. Hệ thống giám sát theo dõi di động Shagen TA cho phép xác định khởi điểm phóng, vẽ quỹ đạo bay, cung cấp tham số đo đạc và góc tới của đối tượng thử nghiệm trong phạm vi dải phổ tần số có bức sóng khả kiến và dải sóng hồng ngoại. Hơn nữa, chúng được thiết kế để mô phỏng lại các giai đoạn bay của tên lửa với phạm vi theo dõi tối đa lên tới 1.000 km. Thông tin về việc Việt Nam mua sắm 4 trạm đo đạc này được coi là bất ngờ vì trước đó hầu như không ai biết về tổ hợp giám sát đo đạc các vụ phóng tên lửa này, tính năng của nó cũng hết sức bí ẩn. Hãng thông tấn Nga TASS đã đặt ra những câu hỏi rất lớn về sự bất ngờ của thương vụ đặc biệt này. Liệu trong thời gian sắp tới, Việt Nam sẽ thử nghiệm những tên lửa mới, tự sản xuất hay là để giám sát các vụ phóng tên lửa xung quanh? Và tại sao Việt Nam mua tận những 4 tổ hợp để làm gì, trong khi nếu thử nghiệm tên lửa thì chỉ cần 1-2 bộ là đủ? Tờ báo Nga viết. Cũng có những bình luận đã liên hệ sự việc Ấn Độ chính thức tuyên bố sẽ chuyển giao công nghệ tên lửa Akash và trợ giúp từng giai đoạn cho tới khi Việt Nam tự sản xuất được trong nước với sự kiện Nga bàn giao cho chúng ta 4 trạm giám sát tên lửa 14SH27 Shagen TA. Một số chuyên gia cho rằng sự xuất hiện của Shagen TA ít nhiều liên quan đến dự án hợp tác về công nghệ tên lửa phòng không Akash và tên lửa hành trình BrahMos. Tuy nhiên, đây là những tên lửa có tầm phóng rất thấp so với khả năng giám sát trong phạm vi 1.000 km của Shagen TA.
Do đó, đây vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp về mục đích sử dụng 4 hệ thống này. Hiện Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng chưa đưa ra thông báo chính thức về thông tin của giới truyền thông Nga và Ấn Độ. Các bạn vừa theo dõi video. Việt Nam mua 4 trạm giám sát tên lửa hiện đại. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Bất ngờ trước vũ khí quân sự Mỹ tặng Việt Nam và phản ứng của Nga. Theo Defense News, Việt Nam đang có nhu cầu mua các chiến đấu cơ F-16 từ Mỹ theo chương trình bán trang bị quốc phòng dư thừa EDA của Lầu Năm Góc. Cụ thể, đối với các máy bay F-16 mua từ EDA, Hà Nội muốn đạt được thỏa thuận như Mỹ từng thông qua với Indonesia. Thỏa thuận giữa Mỹ và Indonesia ký kết hồi tháng 12 năm 2012 có nội dung quốc gia Đông Nam Á sẽ nhận được 24 máy bay chiến đấu F-16 Block 25 đã qua sử dụng để sau đó nâng cấp lên chuẩn Block 52. Ngoài ra, họ còn được bàn giao 6 máy bay cùng loại để lấy phụ tùng. Số tiêm kích F-16 trên Mỹ sẽ chuyển giao dưới dạng cho không, nhưng các khoản chi phí nhằm phục vụ đại tu và nâng cấp thì chính phủ Indonesia phải chi trả. Ước tính Indonesia sẽ bỏ ra khoảng 750 triệu đô la Mỹ để sở hữu số chiến đấu cơ trên. Như vậy, sau khi trải qua quá trình hiện đại hóa, tính bình quân một chiếc F-16 Block 52 của Indonesia tiêu tốn hơn 31 triệu đô la Mỹ tiền ngân sách, rẻ hơn đáng kể con số 78 triệu đô la Mỹ của máy bay sản xuất mới. Đô đốc Agus Suhartono, Tổng tư lệnh quân đội Indonesia từng phát biểu, nếu tiến hành nâng cấp hệ thống điện tử hàng không và hệ thống vũ khí, thì các máy bay chiến đấu được tặng này vẫn rất đáng tin cậy. Chúng sẽ có thời gian phục vụ tác chiến lên tới 25 năm. Giải pháp trên rõ ràng mang lại hiệu quả kinh tế cao, rất thích hợp với những quốc gia có ngân sách quốc phòng eo hẹp như Việt Nam. Do vậy, thông tin mà Defense News đăng tải nhiều khả năng là chính xác. Ước tính không quân Việt Nam có nhu cầu trang bị khoảng 24-36 chiếc tiêm kích hạng nhẹ, thế hệ mới, để đảm trách vai trò kiểm soát không phận cũng như hỗ trợ tác chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo. Điều này càng trở nên cấp thiết khi MiG-21 vừa nghỉ hưu, Su-22 đang phải gồng mình đảm đương cả hai nhiệm vụ vốn không có trong thiết kế ban đầu là tiêm kích phòng không và cường kích đánh biển. Hơn nữa, thời gian hoạt động của Su-22 cũng không còn dài. Nếu đặt mua chừng đó chiến đấu cơ thế hệ mới thì rõ ràng quá sức chịu đựng của Việt Nam, ngay cả nhiều quốc gia giàu có hơn cũng khó lòng đáp ứng nổi, thậm chí quá trình mua sắm sẽ phải kéo dài cả chục năm, dẫn tới lỗ hổng lớn trong tác chiến. Với thời gian phục vụ khoảng 2.000 giờ bay của F-16 second hand bằng 2/3 so với Su-30MK2, phương án mua lại từ kho dự trữ của không quân Mỹ rồi tiến hành nâng cấp lên chuẩn Block 52 như Indonesia đã thực hiện là giải pháp chấp nhận được. Vì vậy, rất có thể trong tương lai không xa, một thông báo biếu không Việt Nam ít nhất 24 tiêm kích F-16 sẽ được phía Mỹ chính thức công bố. Căn cứ vào thời gian chuyển giao máy bay cho Indonesia sau khi thỏa thuận được thông qua, nếu quá trình trên diễn ra thuận lợi, chúng ta sẽ nhận được chiếc F-16 đầu tiên trong năm 2018, hoặc nhanh nhất là từ cuối năm 2017. Báo Nga, Hải quân Việt Nam đang dùng tên lửa Kalib. Quý vị và các bạn thân mến, theo Sputnik, ngoài Hải quân Nga, hiện nay tên lửa hành trình Kalib đang phục vụ trên những chiến hạm Nga đóng cho Hải quân Việt Nam. Theo nguồn tin này, tên lửa hành trình Kalib không chỉ được trang bị cho lực lượng vũ trang Nga mà còn đang hiện diện trong hệ vũ khí của Hải quân Việt Nam. Tuy nhiên, sự khác biệt là ở phiên bản xuất khẩu loại tên lửa này mang tên Club. Tên lửa được dùng trang bị cho các tàu ngầm mà Nga chế tạo theo đơn đặt hàng của Việt Nam. Ngoài ra, Nga còn sẵn sàng lắp đặt tên lửa Club cả trên các chiến hạm thuộc đề án Kibat cũng dành cho Việt Nam. Hai chiến hạm loại này đã về tới Việt Nam, còn thêm hai chiếc nữa đang trong chu trình lắp đặt vũ khí và dự kiến bàn giao cho Hải quân Việt Nam vào năm 2017-2018. Club còn có thể được trang bị cho tàu tuần tra Monia được đóng tại Việt Nam theo giấy phép của Nga. Dù cho biết tên lửa Club đang phục vụ trong Hải quân Việt Nam, nhưng Sputnik không tiết lộ gì thêm về phiên bản cũng như số lượng hiện có của Việt Nam. Tuy nhiên, theo số liệu của trang StratePage Mỹ công bố, Nga đã cung cấp cho Việt Nam 50 tổ hợp tên lửa Club để trang bị cho tàu ngầm lớp Vashavyanka hay còn gọi là lớp Kilo. Theo Giám đốc Trung tâm Phân tích Thương mại Vũ khí Thế giới, ông Igor Korotchenko,
Sự hiện diện của hạm đội tàu ngầm giúp củng cố khả năng phòng thủ của Việt Nam trong bối cảnh tình hình Biển Đông trở nên nghiêm trọng hơn, các nước trong khu vực đang củng cố lực lượng hải quân của họ. Nói về lợi thế của các tàu ngầm Kilo trong hải quân Việt Nam, ông Korochenko cho rằng Nga cung cấp các phiên bản tàu ngầm mới nhất trang bị tổ hợp tên lửa Club có khả năng chống hạm và tấn công mặt đất ở tầm xa. Dù tiết lộ về số lượng tên lửa nhưng trang Steray Page lại không cho biết phiên bản nào của hệ thống Club được Việt Nam đặt mua. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, SIPRI, năm 2009 Việt Nam ký hợp đồng với Nga mua một lô tên lửa hành trình chống tàu 3M54A Club S. SIPRI cho biết Club S là biến thể của hệ thống tên lửa tấn công đa năng Club đã lắp đặt trên tàu ngầm tấn công. Hệ thống Club S có khả năng bắn loại đạn có sức công phá và tầm bay khác nhau gồm đạn tên lửa chống tàu siêu thanh 3M54E đạt tầm bắn 300 km, tốc độ bay Mach 2,9, lắp đầu đạn xuyên giáp nặng 200 kg. Ngoài ra còn có tên lửa hành trình đối đất 3M14E đạt tầm bắn 275 km, lắp đầu đạn nặng 400 kg. Đạn tên lửa chống tàu ngầm 91RE1 có tầm bắn 50 km, đạn tên lửa chống tàu ngầm 91RE2 có tầm bắn 40 km. Tên lửa chống hạm 3M54E nặng 2 tấn được phóng từ ống phóng ngư lôi 533mm, lắp một đầu đạn 200kg. Tầm bắn của loại tên lửa này là 300km với tốc độ cận âm, tuy nhiên tốc độ vào phút cuối cùng giai đoạn bay của nó có thể đạt trên 2000km/h. Tên lửa 3M54E còn có phiên bản phóng từ trên không và phóng từ tàu mặt nước. Khi tên lửa 3M54E tấn công tàu chiến, tốc độ ở giai đoạn bay cuối cùng được đẩy nhanh, làm cho loại tên lửa này trở nên đặc biệt nguy hiểm. Giai đoạn bay cuối cùng thường bắt đầu từ khi tên lửa cách mục tiêu khoảng 15 km. Trước đó, tầm cao bay xa của tên lửa giữ khoảng 30 m, điều này làm cho tên lửa tương đối khó phát hiện. Đặc điểm này cộng với tốc độ bay giai đoạn cuối cùng rất cao, vì vậy khi tên lửa hoàn thành bay 15 km cuối cùng không đến 20 giây, điều này làm cho vũ khí chống tên lửa hiện đại hiện có rất khó bắn rơi. Trong năm 2017, Việt Nam sẽ nhận những vũ khí tối tân nào? Quý vị thính giả thân mến, hiện nay tàu vận tải siêu trọng Rondog Storm vẫn đang tiếp tục hải trình đưa chiếc tàu ngầm Kilo 636 cuối cùng được Nga đóng cho Hải quân Việt Nam mang tên Bà Rịa Vũng Tàu về nước. Dự kiến con tàu sẽ cập cảng Cam Ranh vào dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Đây sẽ là vũ khí đầu tiên sông Đức chuẩn bị cho các khí tài tiếp theo đổ bộ. Ngoài Kilo 636, chắc chắn sang năm 2017, hai chiếc Kibat 3.9 tiếp theo cũng sẽ được vận chuyển về nước. Gần đây trên các trang mạng của Nga đã xuất hiện rất nhiều bức ảnh chụp những chiến hạm này trong giai đoạn thử nghiệm. Có thể thấy chúng đã hoàn thiện gần như 100%, có thể bàn giao bất cứ lúc nào. Mặc dù đã có nhiều thông tin dự đoán Việt Nam sẽ ký hợp đồng mua Su-30 SM, Su-35S, Eurofighter Typhoon hay thậm chí F-16 đã qua sử dụng, nhưng hiện tại vẫn chưa có bất cứ một diễn biến mới nào đáng quan tâm. Tuy vậy, khả năng cực cao là sang năm Không quân Nhân dân Việt Nam sẽ vẫn có hàng mới, đó là máy bay vận tải C-295W cùng máy bay vận tải tuần thám biển NC-212Y. Đầu năm nay, trong phóng sự, Lữ đoàn Không quân Vận tải 918 huấn luyện sát thực tế nhiệm vụ phát trên kênh truyền hình Quốc phòng, của Đại tá Lê Kim Toàn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Không quân Vận tải 918 cho biết, trong năm 2016, đơn vị sẽ tiếp tục nhận máy bay C-295 và NC-212Y mới. Mốc thời gian trên đã cận kề, tuy nhiên chưa thấy nhà sản xuất thông báo bàn giao, do vậy chắc phải sang năm 2017 chúng mới về nước. Bên cạnh đó, không loại trừ việc lực lượng phòng không sẽ tiếp tục nhận thêm các tổ hợp Spider, SR, MR sau đợt chuyển giao đầu tiên vào giữa năm 2016. Vào dịp 22 tháng 12 năm ngoái, Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV dẫn lời Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng khi trả lời phỏng vấn nhiều tờ báo trong nước đã nói rằng lục quân sẽ được ưu tiên hiện đại hóa trong nhiệm kỳ này. Bằng chứng rõ ràng nhất thời gian qua là việc báo chí nước ngoài liên tục đưa tin Việt Nam sẽ mua số lượng lớn xe tăng T-90MS. Hiện chưa có thông báo hợp đồng đã ký, nhưng chúng ta vẫn có quyền hy vọng sẽ sớm được thấy đàn voi sắt này lăn bánh trên dải đất hình chữ S. Ngoài xe tăng T-90MS thì pháo tự hành bánh lốp Caesar 155mm cũng được coi là một trong những ứng viên tiềm năng, khả năng xuất hiện tại Việt Nam ngay trong năm 2017 là có, mặc dù không lớn. Trên đây chỉ là các thông tin đã được công bố, không loại trừ còn một vài hợp đồng ẩn chưa lộ diện, nhưng chỉ cần tiếp nhận đủ những vũ khí, khí tài,
trang thiết bị tối tân trên, sức mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam sẽ được củng cố vững chắc, đảm bảo đáp ứng tốt hơn yêu cầu của chiến tranh công nghệ cao, giữ vững chủ quyền đất nước trong thời kỳ mới. Các bạn vừa theo dõi video. Trong năm 2017, Việt Nam sẽ nhận những vũ khí tối tân nào? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại! Mua sắm vũ khí 2017, cửa sáng bất ngờ thuộc về MBR SAM Su-35S. Quý vị thính giả thân mến, thời gian qua xuất hiện khá nhiều dự đoán về các chủng loại vũ khí khí tài mới có thể được Việt Nam mua sắm. Tuy nhiên, định hướng cụ thể của chúng ta là như thế nào? Trong bài viết Tạo sự đột phá làm chuyển biến căn bản công tác kỹ thuật đăng trên báo Quân đội Nhân dân, Trung tướng Lê Quý Đạm, chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, sau khi đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật năm 2016, đã cho biết thêm một số thông tin đáng chú ý. Cụ thể, Tổng cục Kỹ thuật làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Bộ Quốc phòng và tham gia thẩm định, nghiệm thu các dự án mua sắm, sản xuất, cải tiến hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật và các dự án đầu tư chiều sâu công nghệ cho cơ sở đảm bảo kỹ thuật của các chuyên ngành, đơn vị, toàn quân. Đặc biệt, rút kinh nghiệm từ những năm trước, việc mua sắm vũ khí khí tài được tính toán đồng bộ với công tác đảm bảo kỹ thuật, nhất là phụ tùng, vật tư thay thế và phục vụ bảo dưỡng sửa chữa. Theo định hướng nêu trên, việc ký kết các hợp đồng mới sẽ phải đảm bảo yếu tố vũ khí, trang bị, kỹ thuật. Khi đưa vào khai thác sử dụng thì cơ sở hạ tầng, phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa đã đi trước một bước và có tính thừa kế. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi hầu hết các khí tài quân sự hiện đại, Việt Nam vẫn chưa thể tự chủ sản xuất được ở trong nước. Hạ tầng kỹ thuật đã chuẩn bị sẵn sẽ đảm bảo duy trì khả năng chiến đấu trong điều kiện chiến tranh, đồng thời tiết kiệm không nhỏ ngân sách đầu tư nếu tận dụng được những gì có sẵn. Như vậy, để thỏa mãn yêu cầu của công tác đảm bảo kỹ thuật, những chủng loại vũ khí khí tài trang thiết bị quân sự sau đây liệu có cửa sáng hơn trước? Đầu tiên là máy chỉ huy cảnh báo sớm trên không AWACS. Những ứng viên được nhắc tới cho vị trí này của Việt Nam trong tương lai bao gồm C-295, AEW, SAP 340 AEW. Nhưng C-295 AEW có lẽ là có lợi thế nhỉnh hơn do sử dụng chung khung thân với máy bay vận tải C-295 loại đang có trong trang bị, sẽ tạo thuận lợi lớn trong công tác khai thác, bảo đảm kỹ thuật. Đối với hệ thống phòng không tầm trung xa, MR SAM của Israel sẽ nắm giữ ưu thế trước Buk M3 do sự tương đồng một số thành phần với Spider MR. Còn lên tới tầm xa, khó có ứng viên nào đe dọa được vị trí của S-400 cả ở tính năng kỹ chiến thuật lẫn sự thân quen trong vận hành, vì tổ hợp này được coi là bản nâng cấp từ S-300 PMU-2. Gần đây, Ấn Độ thông báo sẽ huấn luyện phi công lái Su-30 cho Việt Nam. Điều này cho thấy trong ngắn hạn, chúng ta quan tâm nhiều hơn tới Su-30 SM của Irkut, chứ không phải là Su-35S do KNAAPO chế tạo, dù đây là nơi lắp ráp những chiếc Su-30 MK2 mà Việt Nam đang sử dụng. Nhưng với diễn biến mới, lựa chọn tiêm kích hạng nặng cũng có thể có sự thay đổi. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng sẽ có những chủng loại mới hoàn toàn cập cảng Việt Nam trong những năm tới do công tác chuẩn bị đã được lặng lẽ triển khai. Thời gian trôi qua sẽ cho đáp án rõ ràng nhất, nhưng định hướng trên vẫn đủ khiến những người yêu mến quân sự nước nhà dành sự quan tâm đặc biệt. Các bạn vừa theo dõi video. Mua sắm vũ khí 2017, cửa sáng bất ngờ thuộc về MR SAM Su-35S. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại! Uy lực của những lá chắn thép bảo vệ đảo Ngọc Phú Quốc. Quý vị thính giả thân mến, ngày 15 tháng 3 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định số 771 thành lập Lữ đoàn 950, trực thuộc Quân khu 9 đóng quân và làm nhiệm vụ tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Với nhiệm vụ chính là phòng thủ đảo, Lữ đoàn 950 đang được trang bị các loại vũ khí hạng nặng dưới đây cho nhiệm vụ chống đổ bộ. Đầu tiên là pháo chống tăng D-44 85mm.
pháo dã chiến cấp sư đoàn D-44 85mm được Ulramash của Liên Xô sản xuất từ cuối Chiến tranh Thế giới 2 cho tới tận năm 1953 với vai trò thay thế pháo JIS-3 76mm, ước tính đã có khoảng 10.800 khẩu D-44 được xuất xưởng. Loại pháo này bắt đầu có mặt trong biên chế quân đội nhân dân Việt Nam từ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Nó đã lập nhiều chiến công trên khắp mọi chiến trường. Ngoài nhiệm vụ chính là chống tăng, pháo D-44 còn cực kỳ lợi hại khi được triển khai để bắn phá các lô cốt, công sở của đối phương. Ưu điểm của D-44 nằm ở tốc độ bắn cực nhanh, lên tới 20 phát một phút, tầm bắn tối đa 15,65 km. Khi bắn thẳng nhờ kính ngắm OP-27, độ phóng đại 5,5 lần, trong điều kiện ban ngày có thể bắt mục tiêu cách xa 1.500m mà nó có thể diệt xe tăng trong cự ly hiệu quả 1.150m. Mặc dù hiện tại D-44 rất khó gây tổn thương cho các xe tăng chiến đấu chủ lực tối tân, do chỉ có sức xuyên tối đa 300mm thép đồng nhất bằng đạn nổ mạnh chống tăng có cánh ổn định HIT FSPK-2M, nhưng nếu đối tượng tác chiến là xuồng cao tốc, xe thiết giáp lội nước hay là xe tăng bơi thì nó vẫn phát huy đầy đủ vai trò. Xe tăng lội nước Type 63. Type 63 hay còn được gọi bằng cái tên Việt hóa là K6385. Là chiếc xe tăng lội nước được Trung Quốc chế tạo theo nguyên mẫu PT-76 của Liên Xô. Việt Nam được Trung Quốc viện trợ số lượng khá lớn loại chiến xa hạng nhẹ này trong giai đoạn 1970-1972. Phần thân của Type 63 có hình dáng khá giống PT-76 nhưng dài và rộng hơn. Tháp pháo của nó có hình dạng nửa quả trứng giống với xe tăng T-54 đặt ở chính giữa thân xe thay vì lệch hẳn lên phía trước như PT-76. Nhờ thiết kế như một chiếc thuyền máy gắn pháo với hai động cơ phản lực nước, Type 63 có khả năng bơi khá tốt, tuy vậy giáp của nó chỉ ở mức vừa phải để chống lại các loại vũ khí bộ binh nhẹ. Vũ khí chính của Type 63 là pháo nòng xoắn K62 85TC cỡ 85mm, có tốc độ tác xạ 8 phát một phút, tầm bắn tối đa 12,2 km. Với đạn lõm chống tăng HIT, khẩu pháo này bắn thủng được giáp dài 495mm từ cự ly 1.000m. Vũ khí phụ bao gồm một súng máy phòng không 12,7mm cùng một súng máy đồng trục 7,62mm. Mặc dù những vũ khí trang bị trên không phải là loại mới, tính năng kỹ chiến thuật không có gì nổi trội, nhưng với đặc thù của địa bàn đóng quân và hình thức tác chiến chống đổ bộ, chúng vẫn đảm bảo tạo ra lá chắn thép bảo vệ vững chắc đảo Ngọc Phú Quốc. Các bạn vừa theo dõi video. Uy lực của những lá chắn thép bảo vệ đảo Ngọc Phú Quốc. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Việt Nam sản xuất bom thông minh. Quý vị thính giả thân mến, cùng với sản xuất tên lửa phòng không, chống hạm, hiện Việt Nam đang có kế hoạch biến bom thường thành bom thông minh. Trong bài viết nói về thành tựu Viện Kỹ thuật Phòng không Không quân đã đạt được trong thời gian gần đây, báo Quân đội Nhân dân Online đã tiết lộ một số hướng nghiên cứu chế tạo sản phẩm vũ khí mới do Việt Nam sản xuất trong thời gian tới. Trong thời gian tới, chiến lược phát triển của Viện tập trung nghiên cứu thiết kế chế tạo các sản phẩm mũi nhọn thế mạnh như tiếp tục thử nghiệm các loại radar mới, radar mạng và 3D, phát triển máy bay không người lái phục vụ huấn luyện của quân chủng và các mục đích kinh tế xã hội khác. Nghiên cứu chế tạo nhiên liệu tên lửa rắn, cải tiến bom thông thường thành bom thông minh, thiết kế chế tạo tổ hợp tên lửa tầm gần sử dụng tên lửa hàng không P-13M, báo Quân đội Nhân dân cho biết. Đây rõ ràng là tín hiệu vui với công nghiệp quốc phòng và quân đội Việt Nam. Tuy nhiên, trước khi đăng tải thông tin này, Việt Nam đã sản xuất thành công tên lửa phòng không TL-01 và tên lửa chống hạm KCT-15 với sự giúp đỡ của Nga. Vậy là sau thời gian triển khai, dự án chế tạo tên lửa phòng không tầm thấp TL-01 phiên bản Việt của tên lửa Ekla do Nga sản xuất đã gặt hái được những kết quả đáng kinh ngạc và thực sự là bước tiến vượt bậc trong việc từng bước tự chủ nguồn cung vũ khí hiện đại của quân đội nhân dân Việt Nam. Theo báo Thế giới Trẻ, hiện nay dây chuyền sản xuất lắp ráp tên lửa này đã đi vào sản xuất, bắt đầu cung cấp những sản phẩm hiện đại, góp phần từng bước thay đổi căn bản về chất cho lực lượng phòng không tầm thấp, chủ yếu thay thế các loại tên lửa A-72, A-87 đã hết niên hạn sử dụng. Trước khi xuất hiện thông tin này, ngay từ đầu năm 2015, Việt Nam đã nghiên cứu chế tạo thành công một thành phần điện tử chính của tổ hợp tên lửa Ekla kiểu 9P516. Để chế tạo thành công, nhóm nghiên cứu đã làm chủ công nghệ và chế tạo được 6 bộ khối điện tử đạt tiêu chuẩn kỹ thuật nước ngoài, đã chuyển giao cho các nhà máy trong nước, tổng lắp thành cơ cấu phóng.
các tác giả cũng đã hoàn thành tài liệu thiết kế, tài liệu công nghệ chế tạo khối điện tử phù hợp với điều kiện tay nghề cán bộ kỹ thuật công nhân Việt Nam. Trên cơ sở làm chủ công nghệ, các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu cải tiến, nội địa hóa khối điện tử kiểu 9P516. Kết quả là 2 trên 4 bản thuộc khối điện tử đã được nội địa hóa hoàn toàn, sản xuất từ vật tư, linh kiện trong nước. Qua thử nghiệm tương thích và hoạt động tốt cùng các bản nguyên mẫu trong cơ cấu phóng, hai bản còn lại đang được nghiên cứu theo hướng sử dụng linh kiện trong nước kết hợp với nước ngoài, bước đầu cho kết quả tốt. Việc nghiên cứu thiết kế chế tạo thành công khối điện tử kiểu 9P516 có ý nghĩa thực tiễn cao, giúp làm chủ công nghệ, chủ động nguồn linh kiện, vật tư, giảm phụ thuộc vào các chuyên gia nước ngoài, góp phần nâng cao chất lượng công tác đảm bảo kỹ thuật và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Cùng với những thành công này, Việt Nam cũng đã sản xuất thành công tên lửa chống hạm KCT-15 với sự giúp đỡ của Nga. Theo trang quốc phòng Defense Blog của Ukraine, tập đoàn tên lửa chiến thuật Nga KTRV đã chuyển giao cho Việt Nam các thiết kế phiên bản tên lửa khác nhau theo yêu cầu của Việt Nam. Theo đó, chưa rõ phía Việt Nam đã góp vốn như thế nào, nhưng tên lửa sẽ được sản xuất tại Việt Nam với số lượng rất lớn, khoảng 3.000 tên lửa chống hạm KCT-15. Ngoài ra, Việt Nam còn có quyền xuất khẩu sang bất kỳ nước nào cần đến, giống như Ấn Độ xuất khẩu tên lửa BrahMos, tên lửa KCT-15 và bệ phóng có hình dáng bên ngoài, rất giống với tên lửa chống hạm 3M24E, KH-35E, Uran-E, được sản xuất tại Nga. Từ năm 2013, Việt Nam bắt đầu được Nga chuyển giao công nghệ tên lửa KH-35E để tự sản xuất loại tên lửa này. Theo nhận định của một số chuyên gia, tên lửa chống hạm KCT-15 do Việt Nam sản xuất có thể được áp dụng những công nghệ mới nhất trên phiên bản Uran-UE. Đáng chú ý nhất của biến thể Uran-UE là nhờ trang bị động cơ mới bổ sung cơ chế dẫn đường bằng cách tham chiếu vệ tinh cũng như là tối ưu hóa quỹ đạo bay. Nên mặc dù kích thước tên lửa và đầu đạn không đổi, nhưng tầm bắn của Uran-UE đã tăng lên tới 260 km. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, tên lửa KCT-15 có thể đạt tầm bắn tới 300 km và mang theo đầu đạn 300 kg so với 130 km và đầu đạn 145 kg của Nga. Các bạn vừa theo dõi video Việt Nam sản xuất bom thông minh. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.